Chào mọi người, mình là Sen đến từ lớp Thảo Ngân Anh Văn chuyên ngành Thầy Nguyên. Mình sẽ nói về vấn đề sữa công thức có chứa nhiều hormone dễ dẫn đến lệch giới tính. Ngày nay, các bà mẹ cho trẻ bú bình từ rất sớm, vậy sữa công thức có gây hại cho trẻ hay không? Theo truyền thống, sữa mẹ được khuyến khích là nguồn dinh dưỡng tối ưu cho trẻ sơ sinh. Tất cả các phân tử hoạt tính sinh học và các yếu tố chức năng của nó được coi là cần thiết cho sức khỏe tốt sau khi sinh và sự phát triển thích hợp của trẻ. Ngoài ra, nó có liên quan đến một số lợi ích ngắn hạn và dài hạn cho đứa trẻ. Vì lý do này, sữa công thức có những thành phần được mô phỏng giống như sữa mẹ. Tuy nhiên, sự hiện diện của các hormone tegon nội sinh trong sữa và các thực phẩm có nguồn gốc động vật khác là không thể tránh khỏi vì chúng xuất hiện tự nhiên ở động vật. Hầu hết các loại sữa công thức dành cho trẻ em hiện có trên thị trường và các sản phẩm khác cũng được trẻ em tiêu thụ thường xuyên đều được làm từ sữa bò đã bị biến đổi. Bò sữa được cải tiến về mặt dây chuyền hiện đại tiếp tục tiết sữa trong suốt gần như toàn bộ thời kỳ mang thai. Do đó, sữa bò thương mại gần đây chứa một lượng lớn estrogen và progesterone. Hiện cộng đồng khoa học cho rằng hầu hết các hormone có trong sữa được chuyển qua bằng khuếch tán bao gồm prolactin, estrogen, progesterone, corticon, androgen. Điều đáng nói ở đây là cả estrogen và progesterone đều được phát hiện có hàm lượng cao trong sữa bò thương mại. Estrogen và progesterone ở phụ nữ cũng như testosterone ở nam là những hormone giới tính nội sinh quan trọng nhất. Điều đó nói lên trong sữa công thức có một lượng hormone sinh dục đáng kể mà trẻ sơ sinh có thể đã hấp thụ. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.